sẽ chào các bạn. Làm việc trong ngành logistics có nhàn hay không? Nào, hãy cùng ITL tìm hiểu về chủ đề này trong video ngày hôm nay nhé. Chào anh có thể cho biết anh tên gì và hiện đang làm công việc gì trong ngành logistics được không ạ? Chào em, anh tên là Phong. Hiện tại anh đang là sale ở trong bộ phận team strategic sale. Hiện tại em đang cung cấp và xử lý những cái khách hàng có nhu cầu về dịch vụ logistics. Vâng, anh thấy hiện tại công việc của mình như thế nào? Hiện tại công việc của anh cũng khá là bận để xử lý những cái yêu cầu của khách hàng. Anh Phong, anh hiện bao nhiêu tuổi ạ? Hiện tại anh mới 28 tuổi. Vâng, cho anh rất trẻ trung và phong độ ạ. Cảm ơn em nhiều. Chào chị có thể giới thiệu tên và công việc hiện tại của mình được không? Chào bạn, mình là Huyền, hiện tại mình đang là trợ lý VP dịch vụ hàng không của tập đoàn ITM. Chị Huyền, thấy công việc hiện tại như thế nào? Công việc hiện tại khá là bận rộn vì có nhiều việc cần phải xử lý. Chị hiện bao nhiêu tuổi ạ? Mình 26 tuổi. Vâng, trông chị rất trẻ trung và xinh đẹp. Chúc chị ngày càng thăng tiến trong công việc ạ. Xin chào chị có thể cho biết tên và hiện đang làm công việc gì và logistics được không? Chào bạn, mình là Quý, mình hiện đang làm việc tại team marketing. Chị thấy công việc hiện tại như thế nào? Công việc của mình và team thì cũng luôn khá là bận vì ITL luôn có rất nhiều hoạt động. Chị Quý hiện bao nhiêu tuổi ạ? Mình 29. Vâng, nhìn chị trẻ trung hơn tuổi rất nhiều ạ. Em chúc chị ngày càng thành công trong sự nghiệp. Cảm ơn bạn. 2000 years later. Xin chào anh. Anh có thể cho biết tên và hiện đang làm công việc gì và logistics được không ạ? Chào bạn, mình tên là Đức. Hiện mình đang làm bên phòng vận hành kho của công ty Indotrans. Anh thấy công việc hiện tại như thế nào? Công việc của mình thì rất là thú vị và thời gian thì khá là linh động. Nói chung là cuộc sống và công việc của mình khá là balance. Nice. Dạ vâng, chúc mừng anh. Có vẻ công việc của anh là tuyệt vời nhất suốt từ nãy đến giờ. Anh bao nhiêu tuổi ạ? Mình 23 tuổi.